Hôm nay tụi con tập hợp đông đủ rồi, bây giờ mình quay clip gì cô? Hôm nay á, cô sẽ tổ chức một cuộc thi. Đó là cô sẽ chi ra 100 ngàn. Với 100 ngàn mà cô đưa ra, đội nào mà mua nhiều đồ nhất thì đội đó sẽ chiến thắng. Trời ơi, thử thách vậy là quá dễ cô ơi. Dễ đâu, ông mua là phải tính toán để cho mua được nhiều nhất. Mà đây là tôi là bậc thầy tính toán. Ê, vậy sao? Thằng đầu ha. Đó đó. Một quét. Mấy anh đừng có tưởng thử thách này dễ nha. Mình mua món đồ theo màu đó. Và cái khó nữa là mấy anh chỉ được mua một loại một lần thôi, không được mua nhiều lần. Trời ơi, cái thử thách này anh thấy rất là khó luôn á, chứ không phải dễ như em nghĩ đâu anh ơi. Cô đưa ra hết lúc nào tưởng không khó mà khó không tưởng luôn. Mua theo màu đã khó rồi, còn mỗi màu một loại nữa, chết rồi. Rồi bây giờ cô sáo trộn cho tụi con bắt cho công bằng nha. Dạ. Rồi bắt đi. Em ui số 2. Wow. Em với Mạnh, mình chú ba nha anh em. Trời ơi, anh Vinh. Mình rồi phải không? Dạ. Bây giờ tới phần màu. Em chị từ bắt đầu thi nha. Rồi cho mày cho bóp không? Mà đỏ vậy nè em. Mày xin lắm. 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 Mày xin cô quy định thời gian là 1 tiếng đồng hồ. Nếu trong vòng 1 tiếng đồng hồ đó cô sẽ kiểm tra hóa đơn. Nếu mà đội nào mua trên 100 ngàn thì đội đó sẽ bị loại. Còn nếu đội nào chiến thắng cô sẽ thưởng cho 500k. Yeah. Ủa vậy mình mua đồ ở đâu vậy mẹ? Mình sẽ vô siêu thị Go mua nha con. Dạ. Thôi đi thôi đi. Tới siêu thị Go rồi tụi con lấy mua đồ đi nha. Dạ. Mọi người ơi, giao hàng nha anh em. Màu vàng nha chị. Ừ đúng rồi, màu vàng. Hả trời ơi, 114 ngàn mà tụi mình mua chỉ được 100 ngàn thôi. Bỏ đi. Quá ở đây quá trời bánh luôn, nhưng mà của mình là màu đỏ, giờ mình sẽ lựa màu đỏ nha anh em. Đi thôi. Rồi con chơi, con vô màu đỏ đi nha. Dạ. Ôi quá trời màu vàng luôn kìa. Rồi 16 ngàn. Ôi, cái này mà có màu vàng nè, 26 ngàn. Thôi Vinh ơi, mình mua cái món nào mà rẻ tiền á mình mới mua được nhiều món. Ô cái này có màu đỏ nè, nhưng mà có màu vàng, giờ tính sao chung? Thì cái này màu đỏ nhiều hơn mình được lấy á, nhưng mà nó 36 ngàn lận, mình lấy là mình bị lấy ít đỏ thôi. Ừ. Mình bỏ này đi. Ừ, mình lấy từ 5 ngàn tới 10 ngàn thôi. Ừ. Rồi đợi mình xin dương, mua gì đây? Ở đây quá trời xin dương nè, giờ mình lấy đi. Mình mở đi. Hàng mắc quá. Quá. Ủa chú ơi, cái này được nào? Cái này 5.200 nè. Bỏ vô. Đây được một món rồi. Bây giờ mình đi mua bánh đi. Xanh nè, 28 ngàn. Rồi mình lấy mình này luôn đi. Đúng luôn. Bắt kèo đi, khóa rồi, đi mua nước đi. Ê, lấy cái này. Ui, 7 ngàn. Đây nè, nè. Một cái liền. Ở đây toàn màu xanh không à. Đúng rồi, mình lấy luôn. Đợi mình mặc tới lá nha anh em. Giờ mình sẽ đi tìm. Ê, đứt. Milo nè Đức. Anh coi bao nhiêu mà anh nói Milo? 60 ngàn à. Mua một cái là thua liền luôn á. Quên. Kiếm cái nào vậy? Anh ơi, mà nãy giờ mua đống này hết nhiêu hả? Anh cũng không nhớ nữa. Anh không nhớ giá luôn hả? Ở sẵn này có mấy mét nè. Ừ, mấy em có mấy mét nữa. Chị cha này 8.500. Mình mua 6 món mà hết 30 ngàn nè. Giờ mình đi tìm em nha các bạn. Ừ, đi. Đi bên kia một anh đó. Ừ, đi anh với em. Ở đây có 10 ngàn quá trời luôn nè chị. Ừ, để chị coi cái nào rẻ nhất nha. À, cái này nè, 10.300. 10.300 đồng. Rồi vậy mình lấy cái này nha. Để chị ghi vô 10.300 đồng đó. Rồi Vinh tìm đi Vinh. Ui, 16.600 đồng nè chị. À, rồi màu vàng lấy luôn. 6.600 đồng đúng không? Bánh này nữa nè, 6.300 đồng. Ok, vậy lấy luôn. Ôi, quá trời bánh luôn. Mà đồ rẻ không à, từ từ. Rồi đi tiếp Vinh tìm đi Vinh. Trai với gái mẹ nay đi siêu thị giỏi quá ha, đem viết giấy rồi tính toán kỹ ha, và mỗi ngày giao cho nhiệm vụ đi chợ nha. Ở đây có quá trời bộ xanh là lấy đi. Bánh nè. Ôi, hồi nãy giờ lấy nhiều đó, chưa tốn tiền nữa đó. Chết rồi, thôi lấy máy tính cho tôi tính. 8 ngàn. Rồi cộng như cái này là hồi nãy là 25. Ôi, mình mới 43 ngàn. Thôi đi tiếp. Còn nhiều quá, giờ mình đi mua nước đi. Ôi, quầy nước ở đây mà không? Ôi, quên, trời. Có tính như tiền rồi chung. Hơn 65 ngàn rồi đó. Em chu đáo quá, em chuẩn bị cái viết với giấy là hay rồi đấy.
Đúng rồi, chứ sao nữa. Muốn lấy giải thưởng mà. Ừ. Ê, cái này 6.000 hả trong đồng? Hốt luôn anh em ơi, ngại gì? Trời ơi, càng rẻ càng tốt, càng okay. Nhiều đồ. Đi. Nghe nói đi kiếm. Ê, cái bịch này rẻ nè. Muốn ăn bịch luôn. Em ơi, khoan khoan. Không có được đâu. Mỗi loại á, chị con chỉ tính được có một loại cái à. Rồi rồi rồi. Em quên. Ờ, đúng rồi. Ê, nhập em ăn mặn kìa. Ê, mặn. Đâu vậy? Trời ơi, nhiều rồi. Ê, mua được nhiều vậy? Nhiều dữ hả? Chữ sao tôi mà, nó nhiêu tiền thôi. À vậy chắc hơn 60 rồi đó. Ê, ông đi chỗ nào ông có thấy màu xanh xanh không chỉ tôi với. Ồ có, lá cây lá cây. Ờ lá cây nha. Nè tôi thấy em mà. Mùa rào đi. Có chỗ màu xanh chứ mạnh mà tôi thấy nãy giờ đi mạnh lắm rồi đó. Rồi tới đây nè, thiên đường của ông đây. Wow. Wow. Nè em, đứng đứng đứng. Cái món nào ghẻ ghẻ dùm vô hết em. Món nào? Không. Không. Cái đó hơi chua mà đó nè. Nắm hiểu chưa? Ừ lộn đánh một. Ê anh ấy nè. Chua quá ông nè. Cho mày nữa nè. Ừ nhưng mà ờ 65.000 tha hồ mà nhưng mua mà ít đồ thôi giờ mày mua lẻ đi, mua lẻ đi, mua lẻ đi, cô có tính thời gian nó không đi mua đi hay quá trời mà đỏ luôn nè. Ê xá xỉ 8.000 nè. Ừ đúng hốt luôn em ơi. Rồi tiếp thôi, cái này có xá xỉ khác nè. Đúng ừ đụm luôn, có gì người con trai. Ồ cô ca đổi chiếc nè. Đúng hốt luôn, cô ca đấy coi nhiêu 9.000 nè. Đúng rồi hết tiền. Sao em biết hay vậy? Thì giờ mình tính lại đi, nhưng mà em chắc chắn là hơn 100.000 rồi đó. Ừ giờ mình tính lại đi. Ok đi mấy đứa, còn nửa tiếng nữa đó nha. Dạ con mới mua có 67.600 đồng à. Ờ vậy là còn 30 mấy ngàn nữa thôi mua đi. Dạ khoan tính màu đỏ này. Vậy hả? Nhưng mà tụi mình là màu vàng mà. Em có lấy gì chị, nhưng mà con màu vàng này là 129.000 hả? Hiểu bà. Trong phạm vi 100.000 thôi. Ủa mẹ mua bông hả? Cho mua con nhé. Không, con này mới đẹp nè. Ờ con này hả? Bao nhiêu bao nhiêu? Đó, 129. Ồ, 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 đi. Ồ, 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 đi. Nhìn con khác. Rồi anh mua con này nó dữ nè. Giờ mình mua gì đây ta? Quá trời đồ luôn. Đây có xích nè, giờ mình mua xích xích đi. Ừ. Ừ, nãy giờ ông mua gì có mấy món vậy? Ừ, tôi lựa dữ lắm, mấy con màu xanh đó ông. Thấy cái xì này 9.000 các bạn, vừa với ví của mình á. Giờ mình sẽ lấy cái xì thì tiếp thôi. Mỗi mình còn tới 74.000 lắm. Chắc còn nhiều á. Tình mình thấy cái cây ngang tốt này nhé bạn, 5.500. Rồi mình sẽ bỏ vô luôn. Bọn mình rất còn nhiều tiền, thôi đi lẹ đi, hồi hết thời gian là hết rồi á. Còn 2.100 bây giờ em kiếm, gán kiếm nó chẳng chậm em ơi. Ôi anh ơi, nãy giờ đi muốn nghỉ giờ mà không thấy nào 2.100 với ba. Em không biết gì hết trơn, mình mới đang 19 món hả? Lỡ đội kia 19 món bằng mình thì sao? Nếu mình thắng là mình sẽ nhờ cái món đó rồi em. Ok anh, em sẽ quyết tâm đi tìm. Ừ, gán đi, hay là mua cục kẹo gì đó đi. Ở đây toàn là đồ công dụng nè, không mà không có màu đỏ nhiều. Màu đi chỗ khác đi. Ừ, anh thấy cũng vậy em. Ôi, như bịch này 8.000 nè. Bà chú Đức ơi, kiếm cái món 2.100 mà như một kim đáy bể gì đó. Ủa anh ơi, sao mà. Ừ em có cái này, em sẽ đổi bịch này để mua hai bịch kia. Em đúng là thông minh mà. Em mà, sao giờ nếu em thấy cái bịch này. Bịch này có 4.900 nè. Mà hơn nữa nó mặt xanh lá luôn. Rồi đi đổi bịch này thôi anh ơi. Ok, vậy là mình còn dư 3.000. 56 phút rồi tụi con, còn 4 phút nữa. Nếu mà hết giờ em còn mua là cô bỏ lại nha. Dạ 4.9. Lẹ lên Đức ơi, sắp hết giờ rồi kìa. Cộng 3.5. Ôi 5.6 rồi. Trời ơi 57 rồi mà đội mình còn chạy đi đổi đồ nữa kìa. Ôi đội mình sắp thắng rồi. Còn đứng nó quẩy đi lát nữa mình đã đổi ra được 2 đồ là con thua đó. Sắp hết giờ rồi đó nha anh Minh. Mẹ ơi, giờ bỏ rồi. Rồi. Rồi 58 rồi, gần qua gần tới giờ rồi. Lẹ 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 đi, mình vừa thắng rồi đó. Sắp hết mở bọn chạy lên đỡ em luôn. Trời ơi, tới giờ rồi. Ủa, 59 rồi. Còn mấy giây nữa dạ? Còn mấy giây nữa à? Bước qua một tiếng rồi. Rồi, sắp hết giờ rồi tụi con ơi. Có bao nhiêu? Ôi, còn 10 giây. Còn 10 giây, 10 giây. Mày đỡ, giờ đỡ thôi chứ. Đỡ thôi hả? Trời. Hết giờ, hết giờ. Trời.
không còn cơ hội đổi nữa tụi con ơi. Hết cơ hội rồi. Bây giờ hết giờ rồi tụi con ơi, có sao tính vậy đi. Tức thì chứ, mình chạy kiếm lộn giá không được. Thôi đi, tính tiền thử của em. Đi đi. Giờ lại tính tiền nữa em ơi, hồi hộp quá, tim đập mình thịt thịt luôn á. Đi mình á, tính tiền xong bây giờ kiếm chỗ cắm để mà tính ra nghe đội nào chiến thắng các bạn. Sau một tiếng đồng hồ thì tụi con đã mua hàng xong, bây giờ mỗi đội sẽ đưa cô cái hóa đơn cô kiểm tra nha. Rồi, từ từ, để con kiểm tra trang trước. Trước tiên là xem cái hóa đơn coi có lố 100 ngàn không. Ồ, lố 100 ngàn rồi Trang ơi. Số lượng là 13. Nhưng mà con lố rồi nên không có tính bị lộn ngay từ đầu luôn. Tức thì chứ, hồi nãy mình nhìn lộn giá, mình nhìn cái kệ ở trên nó bỏ vậy 101. Không sao, chịu sao. Rồi, một số cái quân giữ vậy đất. Dạ. Để cô coi coi, 95.200 vậy là chưa vượt 100 ngàn. Số lượng là 19. Rồi để cô kiểm tra chính xác. Thôi rồi, nhiều món đã khó rồi mà bây giờ còn mua theo màu nữa. Giá thì tụi con đạt là dưới 100 ngàn rồi đó. Nhưng mà quan trọng là cô kiểm tra coi có trùng khớp mặt hàng không nha. Thấy màu xanh hết luôn nè. Hai. Rồi ok. Rồi chúc mừng tụi con nha. Tất cả mặt hàng đều là màu xanh nhưng mà không có mặt hàng nào trùng khớp lặp lại hết. Cái này cũng bình thường thôi, quan trọng là cái này nè. Hồi nãy anh mém hết giờ luôn vậy mà anh nổ. Rồi bây giờ tới đội nào nè. Còn chưa đi cô. Rồi đây đội đỏ không. Để cô kiểm tra coi. 98.100. Vậy là đạt cái số lượng nè 16. Cô kiểm tra nha. Dạ. 2. Ok, số lượng là 16 và mặt hàng đều khác nhau. Chúc mừng tụi con. Yeah. Wow. Xui thiệt chứ, vô màu đỏ toàn món mắc đầy không luôn. Không có gì để mua luôn á thì chứ. Ủa sao mấy anh không mua chế ớt đó? Chế ớt mắc lắm ai vậy? Tính mình ký đó. À. Thôi mấy ông nông thì đừng có gáy. Ô, cái màu đỏ của tôi đi cô. Rồi, màu đỏ trả tụi con nha. Để cô coi số lượng coi. Qua à, một số tốt quân luôn. 99.700. Vậy là còn ở mức 100 nha. Số lượng là 19. Bằng với lại đội của Minh với lại Đức luôn. À, chúc mừng nha. Bằng số lượng nhưng mà cô kiểm coi có cùng lỗi không cô. Rồi ok, để cô kiểm cầm. Bằng xanh phải không? Hai. Mười chín. Vậy là 19 sản phẩm nhưng mà không trùng lặp lại với nhau. Vậy là chúc mừng tụi con nha. Mà... Ủa, đội con với đội ăn số lượng mình nha, giờ sao cô? Vậy là hai đội tụi con xứng đáng, mỗi đội 500k. Yeah, yeah. Thưởng quà. Chia quà thôi cô. Mỗi đội cô cho một bịch quà đem về chia ăn. Yeah. Quay. Bây giờ em chơi tùm xì, nếu mà ai ăn thì lấy luôn 1 triệu không? Thôi. Anh đừng có liều mà ăn nhiều. Thôi. Giận tí tôi. Đi chơi. Thôi bây giờ anh bắt nước mà không nước uống hay không? Không có bụng thôi, giờ mình ăn bánh đi. Bây giờ anh nghĩ vậy nè. Bây giờ đội anh thì có 500, đội em thì cũng có 500, hay bây giờ hai anh em mình hùng lại đi mua gà gán bao cái tem mình ăn đi. Ok. Bây giờ lâu lâu nghe bạn hiểu á. Anh nhà trả tốt em. Dạ, dạ đi đi. Trời ơi. Kinh độ nè, em ơi đi đâu vậy? Hôm nay hai đội chiến thắng của team mình rất là hào phóng luôn các bạn. Giờ bao team mình ăn trà sữa, uống trà sữa với lại ăn gà rán nữa. Các bạn cùng theo dõi nha. Get go. Get go. Anh ăn gà ghén biết chết xong rồi. Bây giờ anh có năng lượng, anh có thể đẩy được mặt trăng. Không nói vậy đó, bởi thằng em có coi. Ok.